Vũ Nhân. Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, rất đông các cựu chiến binh Navy SEAL Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam cùng gia đình ở các nơi trên nước Mỹ về tại thành phố Bandera, Texas. Thưa quý vị, Navy SEAL là binh chủng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Hoa Kỳ. Họ thu nhập tin tức tình báo, thả các tuấn biệt hải cho những cuộc hành quân đặc biệt trên bộ và dưới nước trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Họ gặp nhau mỗi năm một lần trong 3 ngày vào tháng 10. Hôm nay đây, 42 năm sau cuộc chiến, những người cựu chiến binh oai hùng ngày nào hôm nay gặp lại nhau đây, nhắc lại những kỷ niệm vui buồn trong cuộc chiến tranh Việt Nam và giúp đỡ lẫn nhau khi cần thiết. To my buddy and my friend, and I love you with all my heart, Doc Cox. Also, real quick before I get off, I love you guys and I thank you all very much. God bless and God bless America, baby! Vũ Nhân xin được gửi đến quý vị những tâm tình ghi nhận được sau đây. I was in Vietnam from June 1966. Tôi phục vụ tại Việt Nam từ tháng 6 năm 1966 cho đến tháng 3 năm 1973. Tôi rời Việt Nam. March of 1973 as a co-van me. How do you feel today? Từ ngày đó tới giờ tôi không bao giờ quên thời gian tôi phục vụ tại Việt Nam, cũng như những người đã làm việc với tôi, hợp tác với tôi. Những hình ảnh thân thương đó vẫn còn mãi trong đầu tôi hàng đêm và cho tới bây giờ. Tôi rất là cảm động. Thank you very much, sir. Okay. Well, my message for Vietnam is I served in 67 and 68. Tôi thấy sự chiến đấu của quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng hòa thật là tuyệt vời. Chúng tôi xin lỗi họ vì tôi là người lính nên không làm được gì hơn để giúp các bạn, cũng như những người lính Việt Nam Cộng hòa. Tôi đã bị thương hai lần trong chiến tranh Việt Nam. Tôi rất tự hào việc làm của tôi là bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Nhưng những người làm chính trị là quyết định thắng bại ở chiến trường. Tôi nghĩ rằng đó là một điều xấu cho chúng tôi cũng như quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng hòa, bởi vì chúng tôi không bảo vệ được tự do cho miền Nam Việt Nam. Tới đây cô cảm tưởng coi như thế nào? Em là người Việt Nam, ba em là Navy SEAL, nên mỗi năm em trở về đây thì cùng nhìn thấy các bác, các chú với ba em. Em rất là cảm động vì nghe lại được những câu chuyện của họ đã trải qua, là một người lính như thế nào, một người Navy SEAL phải chịu đựng như thế nào và làm việc như thế nào trong cái thời gian chiến tranh của Việt Nam. Em rất là tự hào cho các bác và ba em ở đây. I'm Chin Gong, president of the Christians Motorcycle Club. That's these guys behind me. We're here today to support the Frogs for Freedom Run here in Bandera, tôi Texas. Là người the Frogs for Freedom Run đội mô tô này. Is a benefit run những người for the anh Navy em SEAL của chúng tôi trong đội mô tô này ngày hôm nay đến đây để hỗ trợ và ủng hộ cho hội cựu chiến binh Navy SEAL. Vì chúng tôi rất ngưỡng mộ sự hy sinh của những người cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Họ là những người anh hùng. Vì vậy, chúng tôi làm được điều gì cho họ ngày hôm nay, chúng tôi sẽ làm. We're just proud to be here and we thank everybody for coming out. Chúng ta và con cháu chúng ta có được như ngày hôm nay, đó là nhờ sự hy sinh của những người cựu chiến binh Hoa Kỳ và đồng minh cùng quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng hòa. Vì vậy, chúng ta và con cháu chúng ta cần phải tri ân và nhớ ơn họ. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố Bandera, Texas.